Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bánh nếp. Mình bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bánh tẻ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng bánh gạo. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mình xỏ màu xanh nha mọi người. Xanh than. Màu xanh than này mọi người. Mọi người xanh than đây nha. Xanh than đây nha mọi người. Tiếp theo sẽ là màu màu đỏ nha. Mọi người ơi, màu đỏ của mình này, màu đỏ của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu đỏ của mình. Giờ mình sẽ xỏ màu tím nha. Mình xỏ màu tím nha. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình này. Màu tím của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình. Bây giờ mình xỏ màu xanh ra trời nha. Mình xỏ màu xanh ra trời nha mọi người. Mọi người ơi, màu xanh ra trời nha. Em từng quan tâm cảm xúc của anh. Nhưng mình đau lên ôm lấy. Mình đã yêu anh. Nhưng giờ thì đi thôi. Anh nhớ mình nhớ em. Thank you.
thì làm xin tiếp cho mọi người. Mọi người ở đây bốn màu của mình này, bốn màu của mình đây này mọi người. Mọi người ở đây là bốn màu của mình nhé. Bây giờ mình sẽ xóa chữ nha. Kéo đâu ta? Mọi người bây giờ mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh.